Em ơi, em làm bên du lịch vậy chắc em thích đi đó đi đây lắm hả? Dạ đúng rồi anh, em đi nhiều lắm. À anh cũng thích đi đó đi đây, anh cũng thích đi du lịch lắm. Dạ. Có gì em dẫn anh đi du lịch ha. Dạ, anh yên tâm đi. Cần Thơ cũng có nhiều chỗ đi du lịch lắm em ơi. Mà anh chưa đi hết nữa đó, Cần Thơ cũng nhiều chỗ du lịch cũng vui lắm. Tiếp hai đứa giới thiệu du lịch đi. Đấy, tụi dông đi về để cho tự nói tự bấm luôn đi. Đúng rồi. Bây giờ hạp cả quá rồi. Đúng rồi. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Tây. Chào ai? Hồng dạ, Vân. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Giận rồi, tôi không giận rồi. Dạ, em là người miền Tây, em biết hò. Rồi, hò đáp liền. Có một vài câu hát em muốn hát. Có mấy lúc ta ngồi lại bên nhau, ngày nắng quanh năm trăng sâu, mà ngày mưa chỉ một ngày. Chỉ một ngày mưa như thế mà em đã vội buông tay. Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tay ngang, đừng quên đôi môi anh mắt hay giọng nói trăm lần. Vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ vẫn luôn cười mỗi khi đau. Nếu yêu thêm người sau thì xin em cũng đừng quên tay anh. Và nên nhớ ai đó là người vượt qua bao thăng trầm, cùng em đi qua bao khoảnh khó, đời giờ này lại chia bao. Ghê thiệt, hát giả thanh luôn. Phía cuối con đường kia, cứ mỗi đêm trời khuya, nước mắt tuôn rơi hoa. Hay quá. Trời ơi, hát mà hát giọng giả thanh luôn, mới ghê. Mưa luôn, giống như bồng con hát vậy đó. Sau vài phút giao lưu âm nhạc, bây giờ giới thiệu về mình đi đàn gái. Dạ, lời đầu tiên cho phép em được gửi đến chị Hồng Vân, anh Cát Tường, bạn Ủa? Nam. Dạ, dạ anh Nguyễn Linh. Bạn Nam bên cạnh cùng với toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Em tin chắc rằng là trong mỗi chúng ta thì ai cũng có kỷ niệm đúng không ạ? Và đặc biệt là kỷ niệm tuổi thơ chúng ta thì hay gắn liền với những câu ca dao, tục ngữ nè, hay nói về cái tình yêu thương giúp đỡ con người. Và trong số đó thì chắc chắn ai cũng biết đến câu ca dao rất là quen thuộc là diễu điệu phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hôm nay em cũng hết sức là một người đặc biệt khi mà tên của em lại xuất phát từ câu ca dao đó. Và đó là từ đầu tiên trong câu ca dao. Dạ, tên đầy đủ của em là Trần Thị Nhiễu. Em năm nay là 31 tuổi. Em đến từ một cái vùng đất mà cả tỉnh miền Tây á, thì chỉ có nơi đó có nhiều núi, và người ta hay gọi đó là Thất Sơn Bảy Núi An Giang. Nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Tôi quay tôi phát truyền hình luôn hai clip này. Một cái lời giới thiệu quá ấn tượng luôn ha. Nhiễu là những nhiễu đó hả? Dạ, nhiễu nhảo. Mọi người hay gọi em với một cái tên thân mật là nhiễu nhảo hay là nhiễu sóc. Bây giờ về nè Linh ơi, bạn này làm nghề gì? Em là bên lĩnh vực du lịch ạ. Thiết kế, điều hành rồi đi luôn. Nói chung là rảnh thì em cũng đi luôn. Vậy đó hả? Hai bạn này có một cái giống nhau. Em ơi, em làm bên du lịch vậy chắc em thích đi đó đi đây lắm hả? Dạ đúng rồi anh, em đi nhiều lắm. Anh cũng thích đi đó đi đây, anh cũng thích đi du lịch lắm. Dạ. Có gì em dẫn anh đi du lịch ha. Dạ, anh yên tâm mà. Và tất cả quý vị khán giả có nhu cầu đi du lịch thì cứ liên hệ em ha. Em sẽ dẫn mọi người Cần Thơ, Cần Thơ cũng có nhiều chỗ đi du lịch lắm em ơi. Mà anh chưa đi hết nữa đó, Cần Thơ cũng nhiều chỗ du lịch cũng vui lắm. Tiếp hai đứa giới thiệu du lịch đi. Đấy, tụi dông đi về để cho tự nói tự bấm luôn đi. Đúng rồi. Bây giờ hạp cả quá rồi. Đúng rồi. Mình nghỉ đúng ngơi rồi. Xíu ha. Rồi các ngồi bạn giao lưu với nhau đi hả? Hai đứa giao lưu đi. Trực giới thiệu luôn. Đi huyện nào gần đi đó, giới thiệu đi hai trước đứa. Trước tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em tên đầy đủ là Hồ Tấn Sinh. Em thì quê ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Hiện tại thì cũng đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Em học luật của Đại học Cần Thơ, sắp ra trường của Đại học Cần Thơ. Tháng 4 này là em làm lễ tốt nghiệp là em xong. Vì 30 tuổi tháng 4 làm lễ tốt nghiệp hả? Dạ, em đi học hệ vừa học vừa làm anh ơi. Rồi tưởng đâu 30 tuổi mới tốt nghiệp chứ. Dạ. Học dữ rồi nha. Dạ. 30 tuổi còn học luật nữa hả? Dạ đúng rồi. Rồi hai bạn hỏi đi, có hai bên gần nhau không? Hiện tại em ở Cần Thơ, em ở trong quận nào vậy em? Em ở quận Ninh Kiều á, đường Lý Tư Trọng á anh. Gần cái hẻm một chịch nấu chao mà của ông Thành Giao á. Hẻm Lý Tư Trọng. Trời, gần chỗ anh này nghe, anh cũng ở Cần Thơ, ở Ninh Kiều, anh ở
hẻm 56/14 gần trường mẫu giáo An Phú á em. Vậy hả? Trời, cái này để em tìm hiểu chắc coi chừng mình đi ra đường nhằm khi mình gặp nhau rồi đó. Dạ. Hỏi của bà con gì không trời? Em quê gốc tại Cần Thơ luôn hả em? Không, quê em ở An Giang. Em có nói rồi, An Giang, Thất Sơn, Bảy Núi. Hai bạn tự nói với nhau về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Đúng đi. Đúng rồi, hỏi coi đó. Dạ, em nói trước ha. Em nói trước dạ. Đi. Điểm mạnh của em thì là vui vẻ, hòa đồng nè, có khả năng dẫn dắt câu chuyện. Vì dẫn dắt câu chuyện cho nên nhìn thấy rất là mạnh mẽ. Tuy mặc áo và ba thì hôm nay vậy thôi. Dạ, nhưng mà bình thường thì lên cũng men lắm. Hay dễ mũi lòng á, ví dụ như xem những bộ phim gì đó thấy người ta đáng thương quá. Em diễn em, hơn nhân vật nữa. Dạ, khóc hơn nhân vật luôn. Anh nghe cái giọng nói của em chắc em có nhây này chưa đâu không em? Chắc nhây dữ lắm phải không? Dạ, cũng có nhây. Độ kia cũng dữ lắm phải không? Dạ. Anh, tại vì anh cũng là cái tiếp người như vậy, anh cũng thích cái mẫu người như vậy đó. Nói chung thì đúng người hợp ý thì nói chung là nó sẽ nó bay cao lắm á. Dạ. Điểm mạnh của anh thì như nào ạ? Anh thì anh là học luật, bởi vì anh cũng hay nói nhiều lắm, mà điều lúc đầu á gặp thì ít nói lắm, nhưng mà gặp quen lâu rồi á là nói cũng hơi nhiều đó, nhưng mà chịu lắng nghe người khác. Học anh... luật chắc là khô khan lắm anh ha, người ta hay nói luật là khô khan. Không, lắm. Anh học luật không khô khan đâu, anh học luật nhưng mà anh thích nghệ sĩ lắm. Anh có cái sở trường ưu điểm là anh hát, có cái đàn nhưng mà anh chơi đàn không được, nhưng mà anh hát được nhiều thể loại lắm. Dạ. Chẳng hạn anh có thể hát được theo cầu, em thích nhạc bolero, nhạc trữ tình, ca cổ hay là cải lương gì, nói chung người miền Tây, bởi vì anh hát được nhiều lắm. Em có biết hát không? Người ta nói là phụ nữ quan trọng là thần thái đúng không ạ? Thấy thì cái gì em cũng làm được hết đó, từ tăng nhạc, tăng cổ, cái gì bolero, cái gì hò em cũng làm luôn. Dạ, anh thấy em hò rồi đấy. Em nói anh mới nhớ, em làm được tất cả vậy, em biết làm công việc nhà này kia đâu không? Dạ, em là người phụ nữ của gia đình đó, cái gì cũng biết. Anh thì cũng không sao. Dạ. Em hỏi là anh thì nãy giờ nghe nhiều cái ưu điểm rồi, không biết là cái khuyết điểm hay là cái tật xấu của mình là như thế nào anh? Nhược điểm á thì thể thao là anh chơi bóng đá hơi dở, nhưng mà có cái anh cũng siêng tập thể dục, nói chuyện nhiều là cũng là nhược điểm và cũng là ưu điểm của anh. Tật xấu của anh? Tật xấu của anh thì anh không biết nữa, anh không có hút thuốc, cũng không có uống rượu luôn đó. Anh cũng không có là cà quán xá nữa, nhiều khi đi học rồi đi làm là lâu lâu thì hay đi cà phê một mình rồi xong rồi đi về không à. Bởi vậy mà chắc vậy, chắc cũng ế tới giờ, ế đã 30 mùa dâu rồi đó. Ở Cần Thơ là có dâu ngon lắm em, dâu mà dâu Hạ Châu của Phong Điền á. Đúng rồi. Biết dâu Hạ Châu ha. Cái đó chưa phải tập. Mà tháng này á là ngay cái đợt này á là nó hết mùa rồi, bởi vì anh có món quà khác tặng em, một hộp món quà vui lắm. Ý nghĩa nữa. Dạ. Anh có cái tật gì mà khác người xíu không anh? Đó có nhiều tật xấu. Em nói em mới nhớ, anh có tật xấu này lắm á nghe. Là hay ngoé mũi nè, hay cắn móng tay nè. Nó thấy sợ mấy cái tật xấu đó không? Lâu cũng hay dò đầu nhỏ này, là khai thiệt với chương trình với là khán giả xem TV luôn, là ngày xưa là tè dầm liên miên luôn hồi nhỏ. Vậy bây giờ còn không anh? Không, lớn rồi, hết rồi. Không biết là anh có nóng tính không à? Anh thì là người không có nóng tính. Lý do tại sao lại bị ế? Dạ, tại em nói nhiều quá mấy bạn sợ hay gì. Vậy hả? Em có mấy mối tình rồi? Kể mối tình á thì em là toàn là mấy mối tình đơn phương không mà chị. Hồi nhỏ là hồi học... Kể là chuyện hồi nhỏ rồi, dạ, lớn lớn chút đi. Tiểu học, dạ từ anh. Tiểu học là hồi nhỏ chắc khoảng hồi lớp 6. Lớn lên thì học tới cấp 3 thì mạnh ai nấy, đứa nào học trường nào rồi nghỉ quen. Còn lên đại học á thì em cũng có hai cái mối tình mà cũng đơn phương thôi à. Chắc tại em nói ra mấy bạn nữ không thích em rồi, mấy bạn nữ không muốn làm bạn gái, mấy bạn nữ sợ rồi. Bây giờ mình nói gọn lại đi, mình có yêu chưa? Dạ chưa. Có nắm tay phụ nữ chưa? Thì có sinh hoạt đòn hay là sinh hoạt ấy thì có nắm tay, chứ chưa có nắm tay mẹ có luôn. Nắm tay mẹ ai là nói gì? Chắc cũng xin đó chị à. Dạ em hỏi đi. Có cái bạn bên đây muốn hỏi em câu nè, hỏi đi cưng. Ý là anh nói đi đơn phương không mà vậy, chắc là anh cùng là anh đó là trai tăng đúng không anh? Đúng rồi em, thiệt anh là trai tăng. Thiệt anh là trai tăng. Rồi còn em sao em nói luôn nè. Có hung con gái lần nào chưa? Dạ chưa. Em có bao giờ nằm mơ thấy em hung ai chưa? Dạ chưa luôn. Có coi phim mấy cái bộ phim Hàn Quốc hay là mấy bộ phim đó thấy người ta hung nhau mà. Hồi lúc đó em cảm giác sao? Dạ thấy cũng nói chung là làm như là thấy nó hơi nóng. Cảm giác là em thích trai hay thích con gái? Em thích con gái.
em thích con gái, đặc biệt là em rất là thích ngắm mấy bạn nữ mà xinh đẹp thôi, nhìn mấy bạn nữ xinh đẹp. Bạn gái hay là người yêu rồi thì lại có sở thích là ngắm người yêu. Thích cái lãng mạn lắm, chẳng hạn rủ bạn gái đi xe đạp dưới mưa, đạp xe tình tang chở bạn gái. Em ơi, em có hay đi tập thể dục không? Dạ không, em cũng thỉnh thoảng thôi anh. Anh thì anh cũng hay rảnh rỗi vào mấy buổi chiều anh hay xuyên. Nhưng mà cái câu chuyện mà anh nói rủ đi dưới mưa thôi, chắc em không đi dưới mưa được đâu. Dạ giờ không đi dưới mưa được anh ơi, lạnh bệnh chết. Bệnh chết dạ. Bây giờ đang cảm không sao, mình ôm nhau nó ấm em. Còn em bên đây thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì cũng vài mối tình. Gọn lại là yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Thấy là người ta phụ mình em cũng không biết luôn. Dạ, thế là đang hầu như là bị phụ nhiều. Dạ. Rồi bây giờ mình tưởng tượng coi, người yêu tương lai của mình, vợ tương lai của mình là mẫu hình em... đầu thử anh tả thử coi người đó sao. Người mẫu gia đình đó thì em thấy là mẹ em, là người truyền thống mẫu gia đình. Ngày xưa là mẹ rất là đẹp, mẹ là mặt tròn, da trắng và tóc cũng dài. Nói chung là mẹ đẹp như, phải nói là trong chuyện Tây Du Ký là mẹ đẹp như hàng Nga vậy đó. Nói chung người yêu lý tưởng giống như mẹ, là nếu mà giống như mẹ càng tốt. Còn không á thì em lại thích mấy cái người diễn viên có cái độ lầy với ra là độ khùng, chẳng hạn như là Ninh Dương Lan Ngọc hay là Hiền Hồ cũng được. Khùng khùng á ha? Dạ không sao, hai đứa khùng cũng không có gì hết, nhưng mà cái vui. Đó là vui thôi, vui dạ. Bên kia là sao? Em á thì nói với hình mẫu á là thứ nhất là phải có trách nhiệm, phải có chí cầu tiến. Một trong số những cái mối tình mà em chia tay á, mặc dù là bên gia đình rất là quý em và muốn em là người con dâu, nhưng mà em vẫn không quyết tâm gọi là cắt đứt cái mối quan hệ đó, là bởi vì người bạn nam không có chí cầu tiến. Và chúng ta có quyền thất bại, nhưng mà chúng ta phải đứng lên, chứ không phải thất bại rồi chúng ta cứ nhìn như vậy. Dạ, và đặc biệt thì không có ai thích người đàn ông gia trưởng hết. Không biết là anh mình em kia có tâm, gia trưởng anh là không? Người không có gia trưởng đâu, anh là người hiện đại lắm, anh sống rất là hiện đại. Là mình là phải biết thông cảm và chia sẻ, bởi vì chúng ta là thời buổi công nghệ rồi, chúng ta phải biết hiện chia đại sẻ. Nhưng mà thông anh cảm. Cũng có đôi lúc cũng truyền thống nữa, nói chung đừng hở hang quá, cần giấu thì giấu chỗ nào cần, nói chung là đẹp khoe xấu che. Đó. Rồi được rồi. Dạ. Bây giờ không lẽ anh mở rào cho hai đứa nói chuyện luôn chứ? Không. Con gái đi với anh. Dạ, em đi với bạn thân của em. Dạ, em chào chị Hồng Vân và em chào anh Quyền Linh, em chào toàn thể quý vị khán giả ở trong phòng quay hôm nay. Thì em là bạn của Nhiễu, em tên là Trần Thị Ngọc Hân. Theo quan sát những gì anh nói á, thì em thấy á, anh này á, anh có những cái tật xấu rất là giống bạn em. Không phải em lên đây để em khoe tật xấu bạn em, nhưng mà cái tật tè dầm đó là bạn em cũng có. Cho nên là em thấy là hợp rồi đó. Mới đầu là em thấy đã hợp rồi. Rồi xét về ngoại hình bên ngoài á, thì anh này cũng rất là đẹp trai. Mà đàn ông hay không thì mình không biết. Mình phải check lại mình mới biết đó, là đàn ông hay lắm. Không. Anh hít đất được 10 cái. Thì nói chung là từ cái cách lời ăn và cái cách ngoại hình, cách nói năng mọi thứ á, thì thấy là ok rồi đó. Bây giờ á, thì bây giờ trời kêu anh ấy dạ đi, mà không biết là bữa nay là trời có kêu mình không, thì bây giờ mình không biết như thế nào. Nhưng mà theo tôi á, thì tôi nói bà là không cần phải suy nghĩ, cứ bấm nút liền và đợi anh ấy bấm nút thôi. Anh đi tập thể dục rồi này nọ kia, trong khi bà rất là cần đi tập thể dục nữa. Thỉnh thoảng mà muốn mà không có người đi đúng không, thì thôi anh này anh dắt mình đi, mà nhà cũng gần Cần Thơ luôn. Thì bây giờ là cơ hội, thời cơ đã chín mùi rồi. Còn xét về xấu thì cũng có những cái xấu khác, nhưng mà tạm chấp nhận được. Nhưng mà cái ưu điểm cực kỳ mà em phải rất là khen bạn em ở chỗ là bạn em rất là mẫu hình lý tưởng của gia đình, quan tâm những cái người xung quanh, xem coi là bạn em cái được như thế nào thì cho nhau một cơ hội. Rồi em cũng muốn hỏi anh thêm cái này để em hỏi cho đạo, bạn em nó ngại lắm, không hỏi đâu, là anh vẫn đang đi học đúng không? Học xong rồi em, anh tháng 4 này là anh làm lễ tốt nghiệp, anh nhận bằng là xong rồi. Bạn em nó như vậy đó, rồi anh nghĩ là hỏi này có kỳ không ta? Em ví dụ như bây giờ một tháng anh làm lương anh bao nhiêu để anh có thể lo cho cái người phụ nữ này nè, tại vì còn cả một cái gia đình phía sau nữa chứ không phải là một riêng một mình cái bạn ấy không. Thôi vậy em nói đó thì anh suy nghĩ đi ha. Giờ anh Quyền Linh ơi, em hỏi em nói nhiều quá, được thông cảm em nha. Lâu lâu nhỏ mới được lên truyền hình không đó. Nói nữa, em nói nữa, em đang nói vui mà. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Anh xin nãy giờ hỏi có những cái nó hơi kỳ kỳ đó, bỏ qua nha, không có giận nha. Mai mốt mà gặp ngoài đường không có giận đó, mà lỡ cái hành là không có chắc, là không có nhắc lại cái câu đó nữa đâu nha. Chứ bình thường à, đâu có gì đâu. Nói rồi á. Dạ, con xin gửi lời chào tới gia đình họ nhà trai luôn ạ. Dạ. Chương trình nào có ba đứa này mình khỏe, mình còn khỏe lắm, mình ngồi mình cứ relax rồi sung sướng rồi. Chung là không, cũng có nhiều ý hay.
em ơi, anh muốn hỏi là em đi Cần Thơ lên đây là em đi bằng gì em? Dạ em đi xe đò. À, anh với ba là đi xe cá nhân, đi bốn bánh hả? Là mấy tiếng luôn không? Đi xe máy thôi. Trời tưởng là bên đây đi với ba đúng không? À, em chở ba đúng không? Dạ đúng rồi, em chở ba. Đi với ba rồi để ba nói đi. Nè. Dạ, ba. Chào MC Huyền Linh với Hồng Vân. Hôm nay nhận xét là cô gái này cũng vui vẻ, cũng hướng dẫn viên khách du lịch. Được chú, được chú. Thấy cũng được đó. Chú thấy hai đứa nó hợp nhau nhiều thứ không? Thấy cũng có cái cũng đồng cũng hợp mà cái thì nó cũng hơi ấy, hợp là hợp. Nó nhiều quá, hai người cũng nói nhiều quá. Hay đó, nó hơi lạc trong đời đó. Nó bị lạc đề. Không nhưng mà vui mà chú. Nói thôi chứ nó giờ hai đứa nói cũng điểm chính gì vừa vừa thôi. Ai hỏi hả nói, đừng có chen vô. Nói bây giờ tụi con chọc thôi chứ hai đứa dễ thương lắm. Đúng rồi. À. Rồi, cảm ơn chú. Thôi mở rào cho hai đứa nói đúng chuyện rồi, đi. Mở rào đi. Mở rào. Tấn công. Vô liền nha, xin. Dạ. Cởi luôn. Chào em. Dạ, chào. Nghe giọng nói thì anh cũng đoán được tính cách em bao nhiêu. À, anh có... Ông bóp cái gì vậy ông? Ông chưa tặng ông bóp quá vậy. Không biết em có sợ sâu không? Dạ. Dạ không, ngày xưa em bóp sâu miết à. Anh có món quà từ dưới quê, đó là con sâu tặng cho em. Dạ. Với anh có cái món quà này nữa, tặng em cái bó hoa dâu. Dạ, em cảm ơn anh ha. Rồi, cảm... À, đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có một món quà tặng anh. À, anh cũng người miền Tây thì em cũng người miền Tây. À, em mang những gì chất phát nhất của người miền Tây tặng anh ha. Khăn tặng vàng. Anh chiếc khăn rằn. À, chiếc khăn rằn này thì nó dùng để chúng ta ngày xưa thì đi ruộng thôi, bây giờ chúng ta đi chơi. Yeah. Đi chơi và để làm trang trí luôn. Anh ha. Cũng hiểu cái khăn vàng này mà, cái truyền thống của dạ, dạ. Người miền Tây mà. Rồi. Rồi. Cưng. Có một cái thiệp nè, đọc đi coi ảnh nhắn nhủ cái gì. Em ơi, ăn dâu nhé, rồi về làm dâu mẹ anh nha. Đọc rồi là... Để nó kể nguyên lịch sử cái bó dâu đó. Đừng nói mang hết 30 trái dâu trên đây nha anh. Đâu có gì đâu em. Được mà. Dạ thôi được, cái đó để sao cái ăn đó, sao cái đi. Cái đó chấm mưa ăn ngon lắm. Không có gì mình làm vô đá cũng ngon nữa. Mấy món đó nói chung anh là người có tâm hồn ăn uống lắm. Dạ. Anh không hút thuốc nhưng mà anh hay đi ăn vặt lắm. Anh là có sở thích ăn vặt, không biết em có sở thích ăn vặt không? Em hả? Dạ cũng có. Ừ, anh có sở thích ăn vặt hay đi ăn vặt lắm. Dạ anh, mình ngồi nói chuyện cho dễ ha. Dạ. Anh nói chuyện nãy giờ em có nhớ anh tên gì không? Anh Sinh hả? Ừ, anh vẫn nhớ em tên là Nhiễu. Dạ. Điều phụ lấy giá gương. Tại vì vô á em hò em hò hai cái câu đó là anh nghe là ấn tượng, bởi anh nhớ luôn Trần Thị Nhiễu luôn. Anh ấn tượng là anh nhớ rõ luôn. Anh thích mấy người học văn đó, tại vì anh học văn cũng được. Thôi mình tính bây giờ là vô vấn đề đi. Dạ vô vấn đề. Bây đó. Giờ em thấy cô gái đối diện kia có hợp với em không? Em cảm nhận cô ấy như thế nào? Anh cảm nhận về em á là 90% là người mẫu lý tưởng của anh, tóc dài có đẹp. Nói chung là em là người anh đang tìm 30 mùa dâu. Rồi em gái, em cảm nhận cái người đối diện có hợp với em không? Bây giờ đang nói về hợp cái gì vậy ta? Em cảm nhận như thế nào vậy em anh? Em cảm nhận đúng không? Dạ. Nói chung là đến với chương trình đó là mình đến bằng một cái sự nghiêm túc và trách nhiệm luôn. Chính vì cái sự trách nhiệm đó thì mình phải có trách nhiệm bản thân mình là cảm xúc của mình như thế nào mình thể hiện thật. Và không đúng. Phải vì qua chương trình này mà mình muốn mình được lên đài lên sóng như người ta nghĩ và không đúng. Có. Rồi bây giờ thế này, một câu gì á, một câu tận đáy lòng của mình luôn. Mình nói, dạ. Bước tới nhìn cô ấy nói đi. Anh có thể nắm tay em không? Nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Sự á, cầm tay em rất ấm. Cảm giác rất là thân thuộc, là làm như là mình gặp có duyên ở gặp nhau hay là gì đó. Thì đến với chương trình này á, hy vọng là hai đứa mình sẽ cho nhau một cơ hội để tiến đến xa hơn. Rồi, trở về vị trí. Mình có thể ôm nhau một cái không? Dạ, được ạ. Cảm ơn em. Các bạn có 3 tiếng đếm để quyết định. Các bạn nói chuyện cũng rất là dài luôn và có ý kiến gia đình rồi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm.
Thật ra thì như em chia sẻ là phải có cái cảm xúc mới được. Thấy ảnh chưa được, em có thể góp ý luôn. Thứ nhất là nói nhiều quá, tại vì hai người nói với nhau thì ai nghe đúng không? Phải có một người nói, một người nghe. Sao về nhà có thể nói lại. Thứ hai là cái cảm xúc khi mình đối diện với người đó. Ví dụ như thật sự là nói em đối diện với anh Quyền Linh, em lại có một cảm xúc với anh Quyền Linh. Cảm xúc mến anh rất là nhiều. Cảm ơn em. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm được nửa yêu thương của mình một lúc nào đó, một nơi nào đó nha. Trong tài khoản của em đã có được 30 triệu rồi. Quá dữ luôn. Quá dữ. Còn sao quá dữ. Tài khoản của em có nhiều? Tôi chẳng biết nữa, tại vì công việc của em là vô tài sản. Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, em xin chào mọi người và chào bạn trai ạ. Chào em. Em tên là Tuyết Trang, nhưng mà mọi người hay gọi em là Bắp. Em sinh năm 1987, nhà em ở Vũng Tàu, nhưng mà hiện tại đang sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Em làm gì? Dạ, em là nhân viên rập của một công ty túi sách ạ. Rồi, xin mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và chào đặc biệt chào bạn nữ bên kia và khán giả trong trường quay. Em xin giới thiệu là em là Trần Văn Phúc, năm nay 32 tuổi, hiện tại là sinh sống và làm việc ở Bà Rịa Vũng Tàu. Phúc làm gì Phúc? Dạ, em làm mỹ nghệ sắc và làm vườn. Sắc làm vườn luôn? Dạ, làm vườn để bán hay là? Dạ, làm vườn tiêu á, về vườn nông sản. À, làm tiêu. Dạ. Mời bên đàn gái giới thiệu một chút về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, về điểm mạnh của em, ưu điểm của em đó là em rất là thương gia đình, em biết nấu ăn, em tự tin là mình làm dâu rất là ok. Và điểm mạnh nhất của em đó là trong tài khoản của em đã có được 30 triệu rồi. Nghĩa là bây giờ nói thẳng ra luôn, tài khoản là đã có nhiều đó tiền rồi đó. Dạ. Trời ơi, quá dữ luôn. Quá dữ. Còn sao quá dữ. Tài khoản của em có nhiều? Tôi chẳng biết nữa, tại vì công việc của em là vô tài sản, không biết. Tại vì làm vườn không à? Tài sản nằm trong vườn ha. Dạ, tài sản. Em có ưu điểm gì? Dạ, điểm mạnh của em thì phải công việc có một trách nhiệm. Trong gia đình thì em là không muốn là sự bất hiếu, thì vì em rất là gia đình, thì vì ba mẹ rất là già rồi nên em phải chăm sóc gia đình. Nói chung mà tự lập với lại cầu tiến là nhìn mạnh nhất. Và điểm yếu cũng có nhiều một chút. Thí dụ vài điểm khuyết điểm của em nào? Thì khuyết điểm thì hay mau quên. Nói chung là công việc thì làm bên mỹ nghệ sắc thì những lúc hàng đem ra rồi, những lúc quên những bó hàng hoặc là quên những cái kèm mà bước gì đó, thì về những lúc chạy ra hồi quên thì phải chạy lại. Rồi, hay, quên thôi. Thì cũng như là nhắc những bọn nữ, bọn nữ là kiểu như ít nói, nhưng mà quen thì cũng nói nhiều một chút. Đôi khi cũng hiểm yếu thì hơi trầm tính. Đôi lúc thì cũng có nói chuyện nhiều, mà đôi lúc thì cũng ít nói lắm. Bên đàn gái, đường tình trường thế nào? Đúng rồi, em nói về cái chuyện tình yêu của em đi. Dạ, thật ra em trải qua lượt là hai mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên thì thời trẻ trâu á, là từ năm lớp 12. Lúc đó cũng còn nhỏ quá nên chưa suy nghĩ chín chắn. Thì là nghỉ chơi. Chia tay? Dạ. Được mấy năm? Dạ, mối tình đó cũng 5 năm ạ. 5 năm mà chia tay nhau, rồi mối tình thứ gì? Dạ, mối tình thứ hai thì em quen một bạn ở cũng ở xa. Nhưng bạn đó thì nhỏ tuổi hơn em. Thì là trong mối tình này thì là do em quá hời hợt nên là cũng không có xem trọng tình cảm của bạn. Cộng thêm là một phần là phía tác động của gia đình nữa. Cho nên là cũng nghỉ chơi nhau luôn ạ. Nghỉ chơi mà ai là người chủ động nghỉ? Dạ em là người chủ động nghỉ. Và quen được mấy năm? Dạ cũng hơn 5 năm ạ. Hơn 5 năm luôn? Dạ. 10 năm yêu đương? Dạ. Hai mối tình 10 năm là cũng có nhiều trải nghiệm lắm đó. Còn em trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Một mối tình thì còn nhỏ thì đơn phương thôi, chị bị thích bằng nữ đi ngang thì hay nhìn một chút vậy thôi. Còn một tình thứ hai thì cái gì được 3 năm. Tại sao chia tay? Tại vì bên bên nữ thì gia đình đó thì muốn sự giàu sang á, nên lúc đó cuộc sống em khó khăn nên em bên nữ không chấp nhận. Không rồi em phải tự lập, vì muốn là không muốn để mọi người phải coi em một ánh mắt khác, nên phải quyết tâm và công việc của mình để về xây dựng về ở quê nhà. Từ đó chúng ta mới cố gắng nỗ lực hơn để mình có một cái kinh tế nó khá lên để đừng ai coi thường mình, đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ bên em gái em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ thì em là muốn tìm một bạn trai là biết thương yêu gia đình, tự lập, vì bạn đó không có quá kiểm soát em ạ. Em không thích cái bạn đó là kiểm soát em nhiều. Dạ đúng rồi ạ. Cái sở thích của em là cái gì? Cái đam mê của em là cái gì? Dạ sở thích của em á là đi xem phim nè. Khi tắm á thường hay là hát, mà hát rất là to. Còn em rất là thích đi chơi. Đi chơi, đi phượt đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Chào em gái dễ thương. Dạ, em chào anh ạ. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ em thích bạn trai cao, ốm, không có mập. Cao ốm không thích mập? Dạ em muốn thích bạn trai mập. Được ha. Em ghét nhất đàn ông là điều gì? Dạ phủ phu.
Mà em không thích bạn trai Vũ Phu ạ. Đúng rồi, không có là không có là bạn ơi, tại vì mình rất là hiền. Bạn ấy rất là ít nói. Em vậy cũng được ha. À đúng rồi ạ. Nó ít nói mà nói lẹ đó. Nhiều khi sợ mất á, coi chưa gì cái phóng vô hết hồn á, sợ liền. Bạn yên tâm đi, tôi rất hiền. Tôi cảm giác như bạn bạn cảm thấy rằng cái đối tượng bên đây rào của bạn là hình như là đúng gu với bạn hay sao? Bạn đây là rất là cảm giác nha. Như bạn không muốn bị vuột đi cái cơ hội này đúng không? Dạ, tại vì khi đi thì gia đình ai cũng biết là cũng phải hy vọng là khi một lần đi thì phải có một tin vui về trong gia đình, thì ba má cũng phải lớn tuổi rồi. Nên muốn là phải có một phải ai cũng một lập gia đình để cho yên phận những người cha làm mẹ. Bây giờ em nói cho chị Vân biết là em muốn tìm một người yêu như thế nào. Mẫu hình lý tưởng của em là gì? Thì em vẫn một người bạn nữ là có sự trách nhiệm, không có sự mà lăng nhăng. Tại vì nếu trong tình cảm thì em rất là chân thành. Còn mẫu người thì em thích người tròn tròn, nhưng mà em vẫn thích người phụ nữ tóc dài, thì tóc dài rất là đẹp. Tóc dài, và hơi tròn dễ tròn. Dễ thôi, để tóc nó dài thôi. Hôm nay anh đi với ai? Dạ, đi với cháu và bạn. Cháu ruột á hả? Dạ, cháu ruột. Rồi, hỏi ý kiến cháu coi làm sao? Dạ, con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ, con là cháu của cậu ạ. Con thấy chị bên này rất là dễ thương. Và con nghĩ cậu nên bấm nút liền liền luôn, đừng có chờ. Con mong là chị và cậu có thể cho nhau một cái cơ hội để có thể tìm hiểu nhau và có thể đi xa hơn ạ. Con cảm ơn. Rồi, cảm ơn con. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi chương trình với em trai, anh rể và mấy bạn ở công ty ạ. Em trai, anh rể. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và anh Phúc và nhà trai và toàn thể mọi người có trong văn phòng. Em là em trai của chị Trang. Thì nãy giờ có theo dõi đây thì anh Phúc đi thì cũng đặt ra được cái điều kiện của chị là không được hết nhưng mà cũng được 2/3. Cái thứ hai nữa là cái tính cách này anh là vui vẻ. Thứ ba nữa là cái thật thà. Cái điểm mạnh của gia đình nhà em là nông nghiệp. Tại vì nhà em là có 4 kỹ sư cây trồng rồi. Thì chắc em nghĩ là vấn đề về anh nó thích nông nghiệp thì quá hợp với gia đình em nữa. Thì em nghĩ chắc đó là cái điều mà bố em cần. Dạ. Hàng chi nãy nó trồng tiêu ở dưới thích quá ha. Dạ đúng rồi ạ. Con sẽ cho mừng quá rồi, chúng ta mở rào đi. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em. Chào bạn. Thì mình có món quà của cây nhà lá vườn. Thì nó thật chắc hơn vì bản chất của mình là thực tế. Thì đây món quà thì chắc có lẽ nó hơi đậm bạc, nhưng mà đó một sự chân thành. Cảm ơn bạn. Thôi anh rồi. Em rồi đi chứ nhìn em già lắm. Bạn bên đây mới trẻ nè. Chứ em cứ mạnh dạn anh em rồi đi. Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay con gửi cho Linh và chị Văn một quà. Thì, cảm ơn em có một chút. Rồi chị cảm ơn rồi, em nhưng mà bạn. Tiêu ha. Em mở ra đi coi là bạn gái tặng cái gì rồi đấy nữa. Bạn ấy tặng cho mình đúng là tiêu. Một cái khăn choàng. Mở cái khăn choàng ra rồi quấn lên trên cổ coi nó có hợp hay không nè. Tặng khăn là đúng rồi đó. Đó, để vậy được rồi. Đó, để vậy đó. Cái này đi hái tiêu rất là ok ạ. Mình chùm xuống dưới đây nè, nó đỡ nắng. Thật ra là... Không, đúng rồi đó. Đâu bây giờ bạn em ra tặng, em cột cho bạn theo cái ý của em vậy. Em ý em bạn là vậy nè, đó. À, đúng rồi ạ. Chắc về miền Tây. Vậy cho nó đỡ nắng nè đó. À, đúng rồi, có thể làm như vậy. Đó, vậy đó. Trời, nhìn nhiều. Cái này là mình sẽ có thêm cái khăn đa năng nữa. Mình chùm như vậy nè, đi hát tiêu rất là ok. Dạ. Chăm lo cho vậy, đỡ quá rồi, đeo luôn. Dạ, rồi, luôn. Thôi nhưng mà bây giờ thì là mình quàng vậy nè. Đeo vậy đó, đúng không? À, đúng rồi, vậy đi đó đi. Rồi đó, ai nói chuyện đi. Vậy là ở cái bữa mà Vũng Tàu là ở khúc đoạn nào? Nhà em ở huyện Châu Đức, xã Xuân Sơn ạ. Chỗ nhà em trồng rất là nhiều tiêu ạ. Với lại mùa này đang là mùa tiêu á. Nếu anh rảnh thì có thể vô phục nhà em hái tiêu với. Rồi. Em nghĩ chắc là anh biết hái tiêu ạ. Đi nông dân chính gốc luôn, tại vì bản chất là người nông. Khiên than đồ đều được hết đúng không ạ? Tại vì nhà làm mỹ nghệ sắt thì khiên than 5-6 mét bình thường. Tự khiên á. Quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào của mỗi bên? Trong tình yêu thì em suy nghĩ như thế nào? Dạ, đối với em thì thứ nhất đó là sự tin tưởng lẫn nhau. Và cái thứ hai là tôn trọng ạ. Đúng rồi, tôn trọng. Và sự tôn trọng nó đến hàng đầu. Thì trong tình yêu thì phải giữ thông cảm, phải chia sẻ. Chứ mà không có biết chia sẻ hay là không tôn trọng lẫn nhau thì dù có với nhau thì không có được hạnh phúc. Dạ. Nếu như mà mình tiến tới xa hơn đó thì khoảng bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân? Theo bên anh thì nghĩ là khoảng 6 tháng hay 1 năm. Thì một cái tình cảm thì phải có một cái thời gian
để tìm hiểu sâu hơn. Mình cảm thấy sống thì không muốn được khoảng cách, là mình không muốn khoảng cách nó gần xa nữa, thì mình sẽ đến với một tiếng hôn nhân nó sẽ hoàn hảo hơn. Còn đối với em thì trong năm nay luôn ạ. Tại vì hai luôn hai vui rất là đẹp ạ. Dạ, cưới vợ phải cưới liền tay. Và để thi lâu ngày thiên hạ dèm pha thì mình cũng muốn thời gian tốt cùng bên gia đình nữa. Dạ. Rồi, bây giờ tiến tới nắm tay cô ấy và hát tặng cô ấy một bài nào đó để mình thấy cảm nhận này, về nhau. Thấy bạn nam có cái nét của anh Chế Linh á. Đúng rồi. Bạn thấy. Có thích cái dòng nhạc của anh Chế Linh không? Dạ, em thích hát cùng Bolero hoặc là miền Tây Nam Bộ, nhưng mà thấy lần đầu tiên mà cũng hơi run. Nhưng mà thể một câu hai câu, tại vì hôm nay mấy bữa nay thì uống nước đá nó hơi bị khan tiếng một chút xíu. Hồn lớn xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên xem, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Hay quá em gái, đứng đó cho em gái hát đối em lại gái. Đi lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ, về chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, say you do. Rồi bao nhiêu bây giờ ta đã trải qua một thời gian cũng khá dài ha. Bây giờ trong suy nghĩ, trong lòng của em nghĩ thế nào, em hãy nói cho gái biết hết đi, rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Suy nghĩ của em thì hiện tại thì cũng thấy một sự hồi hộp, và thấy bạn nữ bên kia cũng dễ thương và cảm thấy rất là tốt về tình cảm, về tương lai thì có thể là cho em một niềm tin để em tiến tới xa hơn trong chương trình. Thì em muốn nữ thì sẽ có nhau một cơ hội để tìm họ, tìm hiểu thêm một thời gian, hay là một khoảng thời gian nào đó thì mình sẽ cảm thấy là đi xa hơn và mãi mãi trên con đường. Rồi. Còn những suy nghĩ bằng nữ, chúng ta sẽ nói chuyện bằng nút bấm. Để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chuẩn bị nha. Khi bấm nút, chúng ta quyết định hẹn hò với nhau, là trao cơ hội, trao duyên cho nhau để cùng nhau tiến xa hơn nữa. Và khi bấm nút, chúng ta phải nhớ có trách nhiệm với nút bấm đó. Đừng bấm vì tất cả điều gì cả, bấm vì trái tim của mình rung động. Chuẩn bị. Ba, hai, một. Hết thời gian. Chúc mừng. Trời đẹp ơi, rất đẹp, rất là đồng điệu, rất nghe đồng điệu luôn. Trời ơi, nào hãy nắm tay nhau. Bây giờ mình xin phép gia đình là đặt nụ hôn đầu tiên trong ngày hẹn hò này đi. Xin phép em trai và là anh chị là chú trường quay cho Phúc xin hôn một rất nhẹ nhàng, rất dễ thương. Mình nói lớn lên để chúng ta cảm nhận về giọng nói đầu tiên nha. Mời nhà trai. Dạ, con chào chú Quyền Linh ạ. Chào cô Hồng Vân. Chào con. Chào bạn gái bên kia. Và chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay. Con tên là Phạm Tiến Đạt, năm nay con 27 tuổi. Con đang sinh sống ở huyện Bình Chánh và làm việc ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, công việc của con là kỹ sư điện ạ. Còn con, mình giới thiệu nào. Dạ, con xin tự giới thiệu, con là Dương Thị Thu Hương, 27 tuổi, nghề nghiệp của con là điều dưỡng, hiện con đang làm việc ở bệnh viện 175 ạ. Rồi, nhà gái cho nhà trai biết điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. À, dạ, thưa chú Nguyên Linh và bạn trai thì con có điểm mạnh là con có thể trò chuyện và lắng nghe, chia sẻ được với nhiều người, sống giản dị và tình cảm ạ. Con có điểm yếu gì không? Dạ, con hơi bị nhút nhát và kiểu... sống hơi cạn nể và thật sự mà nói dạ. Thì người điều dưỡng được rất là trân trọng. Nói gì nói, những người điều dưỡng đó không có bà con thân thích gì với bệnh nhân, nhưng họ chăm sóc người bệnh nhân như là người thân như thế. Chính vì thế nên mà chú Quyền Linh đó rất là yêu quý và trân trọng những cái người làm điều dưỡng đó nha. Dạ. Những điều dưỡng rất là nhiệt tình. Đôi khi cũng có vài người á là bởi vì bị áp lực nhiều áp quá, lực quá áp lực. Đôi khi bị bệnh nhân chửi la sùm này, đôi khi người ta cũng bị stress. Có những lúc người ta cũng có một vài lời qua tiếng lại, nhưng đó cũng chỉ là bộc phát thôi. Chính ra những người điều dưỡng rất là dễ thương nha. Mình cưng những người điều dưỡng lắm á nha. Mà thực ra cái người điều dưỡng bên tôi đây là cực kỳ cưng luôn nè. Xinh xắn vậy đó hả? Nghe điều dưỡng là cưng à, mà thợ điện cũng cưng nữa. Thợ điện là lo.
Rồi bây giờ nè, con nói cho cô nghe đi, cái chuyện tình của con nó như thế nào? Con có mấy mối tình rồi? Dạ, kể ra hơi ngại nhưng mà nếu mà nói mối tình thì con chưa trải qua mối tình nào. Dạ. Chưa con, có hả? Dạ, là con có thích hoặc là cũng có một số người thích nhưng mà con không thích. À, dạ. Tức là con chắc cái công việc của con nó cũng chiếm nhiều thời gian quá, dạ, đúng không? Cũng có thời gian để mà hẹn hò luôn. Dạ, thực sự nhưng... là môi trường bệnh viện nó cũng rồi, khá là áp lực ạ. Ừ. Dạ. Cô điều dưỡng chưa có người yêu. Bây giờ nhà trai sao nè, thợ điện. Dạ. À, điểm mạnh điểm yếu mình gì? Dạ vâng, điểm mạnh của con là con không hút thuốc ạ. Ừ. Con không gia trưởng mà có tinh thần quyết tâm quyết đoán trong công việc cũng như là cuộc sống. Ừ. À, con có một lối sống tình cảm, đặc biệt là tình cảm với gia đình ạ. Ừ, tốt. À, ngoài ra con còn thích chơi cầu lông và đi du lịch. Ừ. Dạ. Còn, điểm yếu à? Còn điểm yếu của con thì con nấu ăn không được ngon. Ừ. Nhưng mà con biết rửa chén và lau nhà. Trời ơi, giỏi quá. Trời ơi. Dạ, con hát thì cũng không được hay, đâm ra con cũng không hay hát ạ. Kể hát đại đi con. Dạ. Chào con. Ngoài, dạ con chào cô ạ. Ờ, thợ điện ngoài ra quá. Con còn hay ngủ trễ nữa. Cái là điểm yếu của con đúng không? Dạ. Điểm yếu là hay ngủ trễ nè. Dạ. Rồi nấu ăn không có ngon. Dạ. Nhưng mà bên đây con nấu ăn được không con? Dạ con nấu ăn không ngon nhưng mà kiểu con có thể nấu những món cơ bản được. Ờ dạ, cơ bản thôi, còn mình dạ, đi tiệc thì mình đặt về không có vấn đề gì. Dạ. Nói nghe nè, nhìn á thì cái này là ấy nha, nhìn hai đứa có cái nét phu thê khủng khiếp luôn. Dạ, cảm ơn đó, cô nói nghiêm túc luôn á, ông qua ông dạ, coi thử đi. Phu thê hả? Phu thê lắm luôn. Để qua coi. Ừ. Có những người tướng phu xe là mệt lắm nha. Phu thê thì được. Đây. Đâu, chưa có người yêu hả? Dạ con chào chú Kim. Chào con gái điều dạ, dưỡng sáng dễ thương à. Những người điều dưỡng á. Nhìn bé này tưởng tượng chim bồ câu má ơi. À. Ừ. Không? Đúng không? Ông đúng nhìn ông tưởng tượng giống chim bồ câu à. Lấy dạ, vợ mà điều dưỡng thì cũng rất là gọi là phải hy sinh đó con. Nhưng mà hỏi em mấy mối tình rồi? Đôi khi á là mình nói chuyện về riêng bên đàn dâu, bạn gái cái đó. Lấy vợ dạ, điều dưỡng đó dạ, là phải hy sinh cá nhân của mình, bởi vì á đôi khi vợ mình phải chăm sóc người khác á, chăm sóc suốt ngày suốt đêm luôn á, ít có chăm sóc mình đó con thấy như sao? Dạ cái đấy thì con cũng thấy không sao ạ. Vậy thì điều dưỡng là mình chăm sóc cho người bệnh, đấy là một nghề tốt ạ. Đúng rồi, một dạ, nghĩa cử cao đẹp đó con. Dạ. Ừ, còn con dạ, có mấy mối tình rồi? Con đã từng trải qua một mối tình ạ. Từng trải qua một mối tình. Lâu dạ, không con? Mối tình dạ, nó lâu không? Ừ, khoảng nửa 6 tháng cô ạ. 6 tháng? Dạ. Mới đây hay lâu rồi? Cách đây khoảng hơn 1 năm rồi cô ạ. Hơn 1 năm. Lý dạ, do gì chia tay con? Lý do là bạn đó không cùng quan điểm tôn giáo với con. Ồ, dạ. Con là theo đạo Công giáo ạ. À vậy dạ, à. Con sao? Dạ theo con thì con không có quan trọng về đạo hoặc tôn giáo nào, mà quan trọng là hai người hợp nhau thì sẽ từ từ chia sẻ những cái vấn đề sau. À nhưng dạ, mà con có đạo không? Dạ con không có đạo. À dạ, vậy thì cũng không sao, không quan trọng. Học đạo lý đúng sao? Rồi đúng rồi. Thấy không sao. Đạo nào cũng hướng về điều thiện đúng mà. Đúng rồi, đúng không? Rồi. Dạ. Mối tình nó chia tay rồi giờ nói 6 tháng chung có ít quá mà. Coi như nó cũng chưa có yêu thì nhiều. Hỏi đi, hỏi coi là sâu đậm đến đâu rồi. 6 tháng chắc chưa sâu đậm. 6 tháng thì chưa sâu đậm chú cô ạ. À, như vậy có nghĩa là coi như là ngang tài ngang sức á, ngang ngửa đó ha. À, kẻ tám lạng người nửa cân trong vấn đề giữ gìn gọi là trinh tiết đó. Ừ. Dạ. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ con muốn một bạn nữ là cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ. Vâng, thì cũng có một lối sống tình cảm giống như con vậy ạ. Người dạ, bên kia là tình cảm đó. Dạ vâng, làm nghề điều dưỡng thì đúng con rồi, chắc cô có thể khẳng định với con cái mẫu người mà con nghĩ trong đầu á thì bên đây phải là 99.9%. À, dạ, cô đảm bảo chút xíu mở rào ra, ừ, nếu mà đúng như vậy á thì là con nói liền cho cô nghe coi có phải như vậy hay không rồi, nha. Dạ, nhớ nha. Dạ. Thầy gái. Rồi con. Dạ. Con muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ, con muốn tìm một người thương là có cái tình cảm, có trách nhiệm, hiếu nghĩa, chung thủy và biết chia sẻ, biết quan có tâm. Có luôn. Dạ. Ông bao nhiêu phần trăm? Ông bao nhiêu phần trăm? Cả 100% luôn đó. Đó. Ông là trai rất hiền nha. Nói gì nói rất hiền đây, nhìn đó, gương mặt rất hiền, rất là dễ thương, có phúc hậu ha. Nói chung á. Mà có thấy phu thê không? Được á. Đúng không? Hai khuôn mặt phu thê nè. Lấy nhau là sống coi như là răng long đầu trọc lóc luôn đó. Đúng. Thấy hai đứa nó hợp lắm luôn á. Chứ không phải hai đứa mình hay cà khịa đâu. Tại tôi ông là cũng như ông mai bà mối thôi. Ừ. Ha, tôi với ông không phải là phu thê. Được rồi. Okay. Bây giờ hỏi gia mình đình hỏi đi. Gia đình đi. Ừ. Con đi với ai vậy con? Dạ, con đi với bác ruột của con. À. Dạ. À, xin chào MC Hồng Vân. Xin chào MC Quyền Linh. Chào cháu trai. Chào cô. Cháu tên là Đạt phải không? Dạ. Bác không nhớ họ.
Xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt ở trường quay hôm nay. Tôi cũng xin được giới thiệu. Tôi tên là Đinh Thị Kim Tuyến, là bác ruột của cháu Dương Thị Thu Hương. Thế thì cũng lý do là cháu báo đột xuất quá là vì do có sự thay đổi của chương trình nên là gia đình thì cũng không có xin nghỉ được để hôm nay đến đây với cháu. Thì chỉ có mình tôi là đại diện cho gia đình. Thì cháu là một người sống rất là tình cảm, có trách nhiệm và thuộc tiếp người phụ nữ truyền thống. Và thế còn về phía cháu trai bên này thì bác thấy là cũng có cái nét là hiền hòa, sống là cũng có tình cảm. Thì bác cũng mong muốn là hai cháu cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu, nếu tiến tới được cái kết quả cuối cùng là xây dựng được với nhau thì là điều tốt nhất. Đó là điều bác mong muốn. Rồi, cảm ơn chị. Con đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình con đi với lại dì của con ạ, và hai người em nữa. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn gái cô Trương. Dạ, chào bên nhà gái ạ, cùng tất cả các vị khán giả. Em xin nhận xét về một chút về bạn gái. Dì thấy là bạn ấy được đấy con ạ. Rất là hiền với lại những cái mà con đưa ra là dì thấy bạn rất được. Dạ. Hiền, nhìn dễ thương. Còn nói về một chút về Đạt á. Đạt là một người sống rất tình cảm, rất có trách nhiệm với gia đình, kính trên nhường dưới và cũng rất là ngoan, không hút thuốc, không uống rượu và cũng không, có nghĩa là gọi là chỉ thích đam mê chơi thể thao á, là chơi cầu lông thôi. Chứ còn ngoài ra là cũng là người gọi là cầu tiến trong công việc thì rất là gọi là cũng rất là quyết đoán, nhưng mà đặc biệt á, là rất là ngoan. Nên cái điểm này là dì nghĩ là ok đấy con. Thì dì cũng hy vọng là cả hai để cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu và là tiến xa hơn. Dạ, à, xin cảm, ơn dì. Cảm ơn dì. Dì cũng hiền dễ sao luôn á. Thôi mở rào thôi. Mở rào. Đó, hai trẻ gặp mặt nha. Rồi tới luôn Đạt. Chào em. Đến với chương trình anh có quà tặng em. Dạ rồi em cảm ơn ạ. Này, đây con tặng quà của mình đi con. Dạ. Ủa sao con lại tặng con heo vậy Đạt? Dạ, con thấy con heo này dễ thương. Vậy hả? Dạ. Và mai mốt là về làm vợ con là sẽ sung sướng như là bà heo này đúng không? Dạ. Ăn no lại nằm thôi đúng không? Dạ, con cũng mong muốn là như vậy ạ. Nhiều con heo nó ủi cả đời thì không được. Để đây đưa cô cầm. Dạ, con cảm heo đôi rồi. Khi cũng khổ lắm á. Dạ. À, đến chương trình thì em cũng có món quà tặng anh ạ. À. Dạ, anh có thể mở nó đi. Dạ. Dạ. Là một quyển sách. Dạ. À, đây là cuốn sách mà em rất là thích. Có tựa đề là Chiến binh cầu vồng, kể về 10 bạn trẻ ở một ngôi trường nhỏ bé ở trên đất nước Indonesia đã cùng đấu tranh bảo vệ ngôi trường của mình và đấu tranh cho cái quyền học tập. Thì đây đối với em là một cuốn sách truyền cảm hứng và có nhiều nghị lực. Thì hy vọng là anh sẽ thích nó. Ok dạ. Em. Em cảm ơn. Anh sẽ đọc và trân trọng cuốn sách này. Dạ. Dạ. Rồi, hãy đi trở về chỗ đi. Ngồi nói cái cảm xúc coi nào. Vậy là em gái chắc là rất thích sách đúng không con? Dạ. Ngay nhìn từ... bằng sách là biết những người mê sách rồi. Sao Đạt con thấy sao? Ngay từ khi gặp em thì anh đã thấy nụ cười em rất là dễ thương. Rất Đạt. Xinh xắn. Đạt. Thì... Nãy cô hỏi con nó đúng không? Trong cái suy nghĩ của con là bao nhiêu phần trăm? À là cũng phải 99% rồi cô ạ. Đó, đúng dạ. Rồi. Đúng là một tướng phu thê. Về quan điểm tình yêu của anh là... biết chung thủy và không lừa dối, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ và đặc biệt quan trọng nhất là cùng nhau mà chịu được những cái khuyết điểm của nhau ấy thì dạ. Tình yêu nó sẽ trọn vẹn và hạnh phúc. Thì theo em thì như thế nào? Dạ thì em cũng hy vọng là công việc của em nó khá vất vả thì anh có thể chia sẻ được. Dạ gặp anh ngày hôm nay thì em thấy rất là vui do là kiểu em cũng hay bị xúc động. Dạ. Là cũng bị dời á nên là em thấy là cảm ơn anh vì đã tới ngày hôm nay. Phương thấy Đạt thế nào mà cảm động thế? Dạ con dễ bị xúc động. Dễ bị xúc động hả? Cái quan điểm về hôn nhân gia đình của Hương như thế nào nói cho Đạt nghe đi.
Thực ra thì hồi nãy khi mà Đạt nói cái quan điểm hôn nhân của Đạt thì con có đồng ý về cái quan điểm đó không con? Dạ, con đồng ý ạ. Tại vì con nghĩ là tình yêu thì trong giai đoạn nào thì nó cũng cần cái sự tin tưởng và thủy chung. Hồi nãy chú Linh nói là chú Linh nói Đạt là có tới 100% cái điều con mong muốn. Thì con thấy làm sao này, con nói cho chú Linh nghe cho chú vui coi. Dạ thì chắc là tìm hiểu sâu thì chắc là nếu mà có cơ hội thì con mới có thể nói được kỹ hơn. Còn một cô gái rất là dễ xúc động ha. Nói chứ cái công việc của Hương đó là đúng là một cô gái mạnh mẽ đó chứ. Bởi vì thực chất mà nói á, những ai làm cái công việc đó là phải thần kinh thép dữ lắm luôn á, đúng không con? Dạ. Bởi vì suốt ngày mình tiếp xúc với lại những bệnh nhân, người ta mệt á, người ta không có kiềm chế được cái cảm xúc của người ta cho nên người ta dễ cáu bẳn lắm. Có bao giờ là con đem những cái cáu gắt, những cái áp lực của nơi con làm việc về nhà không? Dạ, thực ra thì con cũng có chia sẻ với gia đình với lại đồng nghiệp á. Dạ. Như công việc, công việc của em thì là có hay làm đêm không? Dạ có. Bây giờ nè, là thường xuyên làm đêm này. Đạt ơi, dạ. Con lại cầm cái giấy chậm nước mắt cho Hương đi. Thử thế nào. Chậm hết nước mắt nha, rồi nói chuyện tiếp nha. Nó bị lem chỗ nào đó, con bôi chỗ nào, con chùi chỗ đó. Con làm nước mắt không chùi, đừng có chùi chỗ khác, bay phân son của người ta. Nhẹ nhàng thôi, nhìn thẳng đôi mắt đó thấy sao Đạt? Dạ, rất là ấm áp ạ. Ấm áp. Thấy thương ha, thấy cưng không? Hút ạ. Thương ha, dạ, thương. Nhìn vô là thấy thương liền, khuôn mặt này rất là phúc hậu luôn. Bây giờ Đạt nói đi, hỏi xem mình hẹn hò thế nào đó Đạt. Em làm đêm là, tức là một tháng là mình làm đêm như thế nào? À dạ, là có thường là sẽ có lịch trực thì tuần trực 1 đến 2 buổi. À. Trực đêm thì hiện tại là khoa em là em sẽ trực 24 giờ là ngày hôm sau được nghỉ. Tức là một ngày là làm đêm 1 đến 2 buổi thôi đúng không? Một tuần là dạ, làm đêm. Dạ đúng rồi. À. Dạ. Hương làm vậy, khoa nào vậy? Dạ con làm khoa nội thần kinh ạ. Nội thần kinh hả? Trời dạ. Ơi tội nghiệp. Vậy thần kinh đúng là thần kinh thép luôn á. Khoa đó là cũng nhức nhối đầu lắm á. Nhức đầu chứ. Mỗi lần mà chú làm những chương trình vào những cái khoa nội thần kinh, ngoại thần kinh đó, thực sự là ra xong mình muốn đi tu luôn vậy đó. Thôi cũng sao đâu Hương ơi, dạ. Tại vì thực ra con cũng áp lực bằng cô đâu, cô làm chương trình này á, trời ơi, dạ. Cô áp lực với chú Quyền Linh khủng khiếp luôn. Mỗi ngày cô phải suy nghĩ coi ông chuẩn bị ông tung cái chưởng gì ra để mình đỡ nè, đủ thứ chuyện hết trơn á. Nói chung cũng làm việc với những người mà bị thần kinh nó mệt á. Trời ơi. Không sao đâu, mỗi người mỗi nghề con à. Dạ. Tôi xin khấu và không nói gì thôi chứ. Bên kia. Xuống dưới chửi lên tơi tả luôn. Vậy chứ xuống hồi mà hết chương trình vô phòng là chửi cho nó nghe không hết luôn. Thôi giờ lại trở lại hai đứa đi, hết xúc động cho con. Dạ. Hết xúc động chưa? Dạ được rồi. Rồi bây giờ cười tươi lên nào. Hả? Bây giờ hai đứa hẹn hò sao đi? Thử xem. Mình tổ chức hẹn hò lần đầu tiên ở đâu nè Đạt, đề ra thử xem. Công việc của anh là kỹ sư điện này, thì anh làm trong văn phòng thôi. Anh chỉ làm giờ hành chính, làm đến 4 rưỡi chiều là anh nghỉ rồi. Thì thường thường trước anh chưa có người yêu thì anh mỗi lần làm xong thì anh hay đi chơi cầu lông. Là chơi đến khoảng 6 rưỡi 7 giờ là anh về nhà. Thì hồi nãy anh cũng có chia sẻ là điểm yếu của anh là hay ngủ trễ. Tại vì cái công việc của anh là mình cần cái sự mà tập trung cao độ nhất đi. Thì cái thời gian mà tối trễ 11, 12 giờ, cái lúc đấy nó yên tĩnh. Thì nó phù hợp hơn với cái sự tập trung của công việc của anh. Yeah. Còn về cái công việc của em thì một tuần 2 đến 3 buổi làm đêm thì... Còn những cái ngày kia thì cũng làm giờ hành chính thôi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thì mình cái này thì mình có thể hẹn hò được. Được nghỉ bù mà con. Cái hôm nào làm đêm là hôm sau được vậy nghỉ. Là hôm sau được nghỉ. Dạ. Còn chủ nhật là cũng làm luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Bên em là không có lễ Tết là mình cứ trực. Dạ, dạ. Đạt hỏi nhà em có điện chỗ nào hư không? Về phần điện đóm thì là đối với anh thì là chuyện nhỏ rồi. Cái gì anh cũng thể làm được trong ngành điện. Dạ. Mấy người làm điện cũng hay bị điện. như con thì con chỉ làm điện, cái công việc của con là lập trình và thiết kế bản vẽ điện thôi. Con cũng không trực tiếp vào sửa điện hay là ấy. Vậy là dạ. Con đi đường dây điện này kia trong các công trình đấy đúng không con? Vẽ dạ. Bản vẽ đó đúng không? Dạ, công trình với lại nhà máy xí nghiệp ạ. À được. Dạ. Bạn này là kỹ sư. Dạ. Chứ không phải sửa điện. Bạn sửa điện là thợ điện thì mới sửa đúng không? Dạ, còn con là kỹ sư. Dạ. Thì quan điểm của anh là người phụ nữ giữ tiền.
anh mong muốn là mai mốt vợ mình là giữ tiền, không phải anh không giữ được tiền mà là anh muốn vợ mình giữ tiền để kiểu phụ nữ, người phụ nữ có một cái kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn ấy. Thì em nghĩ sao về vấn đề này? Dạ, thực sự là em chưa nghĩ xa đến cái việc là giữ tiền, nhưng mà nếu mà ví dụ là em được chọn thì em sẽ nghĩ là hai người sẽ cùng quản lý và sẽ có cách để hai người quản lý. Tại do là em cũng không có biết nhiều về kinh tế tiền bạc, nhưng mà em nghĩ là do là mình cũng có công việc nên là những cái gì mà của mình thì mình có thể tự lo, và gia đình thì mình có thể chia sẻ với nhau. Rồi có một vấn đề nữa là anh là một người theo đạo Thiên Chúa ấy. Thì khi mà kết hôn ấy thì không phải anh chỉ mong muốn là em về chung với đạo anh thôi, còn cái vấn đề này thì cũng dễ thôi. Thì theo em thì em có về chung với đạo anh được không? Dạ thì nếu mà theo đạo của anh và thực sự hai người tiến tới với nhau thì em sẽ theo. Cảm ơn em. Sinh con để cái muốn trai gái gì bàn nhau luôn đi. 27 rồi cưng. 27 con gái hai cỡ 28 tuổi sanh á là đã là coi như là hơi muộn rồi đó. Chú là tới ba mấy tuổi mới tới vợ rồi, con giờ còn nhỏ quá. Cha già con mọn nó con. Cô là cô là cô 28 tuổi là cô sanh chị đầu á. Là chị năm nay là chị đã lấy chồng rồi. Vậy là bạn ở đây 27 tuổi thì nếu mà có lập gia đình luôn cùng chung với con thì là năm sau cũng là 28 tuổi, bằng tuổi với cô đấy ạ. Đó là sanh đứa con mà sanh thường cái tuổi đó con nó thông minh mà nó dễ nuôi lắm, khỏe. Thôi thì quá tuyệt vời rồi. Thôi bạn với bạn đi con đó, em có đồng ý vậy không? Hỏi đi. Theo anh thì vấn đề con cái thì anh thích một nam một nữ. Dạ thì con cái thì với em là cũng là duyên trời cho thôi. Và ai cũng hy vọng là con mình nó khỏe mạnh thì em cũng vậy, và em không quan trọng nam nữ, miễn là con nó khỏe mạnh là được. Hồi xưa chú giống như Đạt, chú cũng muốn một trai một gái đó con. Khó lắm con ơi. Mà con hỏi ví dụ như bây giờ cô hỏi ví dụ như giờ Đạt là đủ khả năng để mà nuôi vợ ở nhà để vợ chăm con không? Vâng, cái vấn đề này thì nói chung là con cũng có một cái khoản vốn rồi. Con cũng đủ tự tin vào khả năng của mình để tin là, tự tin là lấy vợ, đó là vợ sanh rồi để vợ ở nhà chăm con khoảng năm rồi đi làm lại, đúng không? Ví dụ vậy. Và bây giờ Đạt tiến tới, hai tay nắm với tay Hương ha. Rồi nói những cảm xúc của mình, mong muốn điều gì. Và hát một đoạn bài hát nào đó tặng cho Hương đi. Hương đang rất là xúc động đó Đạt. Nắm hai tay luôn. Nhìn mặn, thẳng vào mắt Hương đi nào. Đến với chương trình này thì anh cũng chuẩn bị một câu thơ nào đó để tặng cho em. Chút nắng gắt đâu làm nên mùa hạ, một thoáng nhìn chưa hẳn đã là yêu. Sao tim anh cứ ngập ngừng rất lạ, em là ai hỡi bóng dáng yêu kiều. Em à, đến với chương trình này thì anh là một người đàn ông chân thành. Anh sẽ cố gắng hết sức để cho em có được một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Đến với chương trình này anh cũng mong rằng hai chúng ta cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau. Và mong rằng hai bên gia đình cũng ủng hộ cái tình yêu của chúng ta. Và mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ có một cái kết đẹp. Em nhé. Rồi, em cảm ơn ạ. Con nói gì đi. Thực sự là để tiến tới hôn nhân thì là nó là một cái hành trình dài của hai người. Và em cũng hy vọng là dù là mình có tiến tới hay không hay gì là mình không tới được thì mình cũng trân trọng ngày hôm nay và cái hành trình sau đó. Em nghĩ là cái hành trình thì nó cũng rất là quan trọng. Rồi, em cũng xin tắt hát tặng anh và chương trình bài hát là yêu anh dài lâu. Anh như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa em đi tìm vần thơ, qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nhiên nghe lòng đang ước mơ. Mơ ôm anh trong tay đêm mưa thì thào, cho bão tố về làm chim bao. Mơ yêu anh thi tha như yêu lần đầu, em muốn yêu anh dài lâu. Anh em muốn yêu anh dài lâu, anh em muốn yêu anh đậm sâu. Anh em đã thương anh từ lâu, anh em muốn yêu anh dài lâu. Rồi, cảm ơn em. Rồi vậy là coi như bấm nút luôn được rồi đó. Đó, yêu dài lâu quá. Về đi con. Rồi, bây giờ hai trẻ để tay vào nút bấm đi. Đây này con. Chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại.
suy nghĩ, kiểm tra lại con tim của mình, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự trái tim mình rung động, mình đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu mình thấy đây không phải là một nửa mảnh ghép của mình, không hợp với mình, trái tim mình không rung động, không cần bấm, để nút bấm đó cho nhiều người khác nữa. Chúng ta đang đối diện với gia đình, bạn bè và người thân, hàng triệu khán giả. Đừng dối lòng mình nha. Khi bấm, chỉ bấm khi thật sự trái tim rung động. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai trẻ. Như vậy họ đã kiểm tra lại con tim của mình rồi. Thật sự họ đã có một chút rung động và họ đã bấm nút. Chúc mừng hai đứa nha. Rất hợp lý luôn đó. Hai hôm này bữa sinh con, đẻ con đẹp lắm nè. Linh, đẹp hôm bữa Vân đó. Vân quay cái vợ chồng son á, là có một cặp á, họ không có bấm nút nhau. Tức là tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ha. Rồi á, bạn nữ tham gia một số, bạn nam tham gia một số, không bấm nút. Không bấm nút, cái tự nhiên vô yêu chéo một cái là hai thành vợ chồng luôn. Thế là tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Cặp này đẹp quá à. Đẹp á. Cảm ơn chú ạ. Hai đứa đẹp đôi lắm á. Cố gắng chăm sóc mối tình này nha. Cố gắng chăm sóc, nuôi dưỡng nó để nó phát triển và để đi đến một cái kết quả tốt đẹp nha. Hai đứa đều hiền như nhau vậy đó. Dễ thương lắm. Những người lớn chúng ta có trách nhiệm là hãy hỗ trợ cho hai cháu làm sao để có thể đến với nhau được nha. Không, mà con yên, tức là cái cảm nhận của cô á, cô thấy cái bạn Đạt này á là một người rất là ấm áp, một người biết lo lắng chăm sóc cho cái người mà mình yêu, nhất là nếu mà con là vợ nữa thì chắc chắn là như vậy. Đó còn là thiết kế... cái điều mà con rất là may mắn luôn á, cái đó là cô nói nghiêm túc luôn. Còn hãy thiết kế cho mình á, một cái bạn vẽ nha, một cái dự án thật là kỹ càng trong tình yêu cho đến hôn nhân luôn, bởi vì kỹ sư mà vẽ nên dự án đường điện cả công trình lớn còn làm được mà. Đây là một cái đường dây điện về tình yêu suốt cả một chặng đường, nó cũng phức tạp lắm. Hãy lên phương án đó, dự án đó để cho nó thật đẹp, để cho tình yêu luôn luôn sáng như ngọn ngọn đèn ở trong cuộc sống rồi con nha. Cảm ơn chú ạ. Chưa nữa cưng, chưa còn hôn nữa, cái hôn đầu tiên. Cái hôn đầu tiên anh dành cho em á, dành cho em. Vâng. Nắm tay có bác. Có bác. Không. Con có biết không, cái đó là con hãy sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Đó, cái chương trình họ là nội quy là họ như vậy đó. Đạt nói với bác đi. Dạ, con chào bác ạ. Hôm nay đến với chương trình con rất vui khi gặp em Hương ở đây. Cảm ơn bác đã đến chương trình cùng với em Hương ạ. Là người đồng hành cùng với em Hương trong chương trình ngày hôm nay. Tính cách của em Hương thì con thấy là rất phù hợp với lại tính cách của con. Con chưa hứa trước được điều gì nhưng mà bác chấp nhận cho con và em Hương sống chung với nhau thì con sẽ cố gắng hết sức làm tất cả để cho em Hương có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ ạ. Giờ đây con xin phép bác. Dạ, giờ con xin phép bác cho con hôn lên má em Hương để thể hiện tình cảm của con dành cho em Hương bây giờ cũng như là mãi sau này ạ. Trời ơi. Trời ơi. Bất kỳ một bậc cha mẹ nào cũng mong muốn cái giây phút này cả. Đó là những tình yêu và những cảm xúc đến từ con tim. Nhìn vào mắt Đạt chúng ta đều thấy điều đó. Hương bây giờ thì con để Hương có muốn nói gì với dì không? Thấy dì rất là lo cho cháu. Cháu này là cháu, dì là em của mẹ đúng không? Đó. Dì ruột đó, dì với mẹ rồi đó. Thì đó. Thì dì con muốn nói gì với dì không? Dạ, dạ. Con hôm nay được gặp dì ở đây thì con rất là cảm ơn dì và gia đình đã đến. Và con xin được con xin gọi là sẽ giống như là sẽ duy trì cái mối quan hệ này và trân trọng nó hết sức có thể. Rồi.